Hiếu bị ung thư đường tiết niệu. Chị Linh, vợ nghệ sĩ Xuân Hiếu, chia sẻ chồng chị không đi lại được khoảng một tháng nay vì cục bướu di căn đến vùng xương chậu và cột sống. Nếu không phẫu thuật, nhạc sĩ có thể bị liệt. Gia đình quyết định đưa anh đi mổ vào ngày mùng 4 tháng 6. Bác sĩ cho biết cơ hội sống sót trên bàn mổ của anh là 50, năm không bởi ca phẫu thuật kéo dài 6 đến 8 giờ đồng hồ mà hệ miễn dịch của anh ấy yếu do trải qua 4 lần hóa trị trước đó, nguy cơ nhiễm trùng cao, anh cũng bị thiếu máu, dù tiên liệu có thể tử vong trên bàn mổ chồng tôi vẫn mạnh mẽ đón nhận, vợ Xuân Hiếu nói. Saxophone Xuân Hiếu thổi tình lỡ Xuân Hiếu thổi saxophone ca khúc, tình lỡ, sáng tác, nhạc sĩ Thanh Bình. Hơn một năm qua, Xuân Hiếu chống chọi với căn bệnh, dù vẫn đi diễn, bạn thân anh gồm nhạc sĩ Đức Trí, Phương Huyền, đề nghị hỗ trợ nhưng anh từ chối vì sợ làm phiền đồng nghiệp. Tuy nhiên, chi phí điều trị bệnh tật hiện vượt quá khả năng của gia đình nghệ sĩ, chúng tôi đã chi hơn một tỷ đồng cho hai lần phẫu thuật, xạ trị 35 tia, bốn đợt hóa trị chị Linh cho biết. Hiện nhạc sĩ Phương Uyên, Đức Trí, Hồng Kiên đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp cho đợt phẫu thuật của nghệ sĩ vào ngày mùng 4 trên 6. Phương Uyên cho biết ca sĩ Mỹ Tâm đã chuyển vào tài khoản của nhạc sĩ 100 triệu đồng. Xuân Hiếu một trong những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng ở Việt Nam, năm 19 tuổi, anh gia nhập ban nhạc Đại Dương và là thành viên nhỏ tuổi nhất. Đến năm 1996, anh tham gia thành lập nhóm Sài Gòn ra với ca sĩ Tuyết Loan, trình diễn hàng tuần ở nhà hát thành phố HCM anh chơi nhiều loại nhạc, techno, pop, FUNKDISCO, anh ra mắt nhiều album hòa tấu, tuyển tập những tình khúc nhạc Pháp hay nhất, riêng một góc trời, cát bụi, hãy về đây bên anh, b Story, ngoài chơi saxophone, piano, anh cũng có khả năng sáng tác, ca khúc vì yêu của anh được ca sĩ Quang Dũng và ca sĩ Hoàng Vũ thể hiện thành công. Tâm Giao